Thầy chào các em học sinh lớp 9. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em giải một câu điểm 10 cực 2. Tìm M để đường thẳng D1 y bằng M trừ 1 nhân x cộng 2. Các đường thẳng D2 y bằng 3x trừ 2 tại một điểm thuộc đường phân giác của góc phần tư thứ nhất và thứ ba. Thì câu này chúng ta mà không thuộc cái góc phần tư thứ nhất thứ ba thì chúng ta sẽ không làm được. Ở đây thì hướng dẫn nè, thầy có cái hệ trục OXY như hình vẽ, thì người ta quy ước cái phần góc XOA này là góc phần tư thứ nhất nè, rồi bên này sẽ là góc phần tư thứ hai, đây là x phải đi, đây là y phải nè, đó góc qua y ô x phải là góc phần tư thứ hai. Rồi cái này chéo qua đây này, thấy không, thấy đường chéo không, góc x phải ô y là góc phần tư ô y phải nhé, góc x phải ô y phải là góc phần tư thứ ba, còn góc x ô y phải là góc phần tư thứ tư, thấy chưa, đó chéo nhau này, 1 3 nó ở đường đường chéo, thấy chưa, đó 2 2 4 1 3 2 4. Thì chúng ta nhớ cho thầy là góc phần tư thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Nhớ là 1 4 thì ở bên này, ở bên bên phải, còn 2 3 là ở bên bên trái. Rồi bây giờ này, chúng ta nếu chúng ta lấy đây là x bằng 1 nè, y bằng 1 nè, thì chúng ta có được đường phân giác thứ nhất, đây chính là góc phần tư thứ nhất. Thứ nhất và thứ ba chính là góc, chính là đường y bằng bằng x, yeah, đây đường y bằng x nè. Còn chỗ này á, chúng ta lấy x bằng 1, x bằng trừ 1 nè, x bằng trừ 1 đi, x bằng 1, y bằng 1, x bằng trừ 1, y bằng 1, thì chúng ta có đường phân giác thứ thứ mấy đây, của góc phần tư thứ mấy, thứ hai và thứ tư nè, đúng không? Đây là góc đường phân giác góc phần tư thứ hai và thứ tư, đây chính là đường y bằng trừ x, x bằng 1 thì y bằng 1 nè, x bằng trừ 1 thì y bằng 1, thấy chưa, đó. Vậy thì đường phân giác của góc phần tư thứ nhất và thứ ba là đường y bằng x, nhớ chưa, còn đường phân giác của góc phần tư thứ hai và thứ tư là y bằng trừ x. Chúng ta phải nhớ hai cái đường này thì chúng ta mới làm được. Và ở đây chúng ta có hai đường thẳng D1, D2, thì chúng ta lưu ý cho thầy là đường thẳng D1 y bằng A1x cộng cho B1, đường thẳng D2 y bằng A2x cộng cho B2. D1 á, mà các D2 khi và chỉ khi là A1 khác A2, A1 A2 là hệ số góc, khi hệ số góc khác nhau thì nó khác nhau. Vậy trước tiên chúng ta phải tìm điều kiện để hai đường thẳng D1 và D2 khác nhau. Chỗ này các em hay quên là không có làm cái điều kiện này, yeah, là sai nha. Thứ nhất là D1 các D2 khi và chỉ khi là A1 khác A2, A1 ở đây là M-1, vậy M-1 khác A2 là khác 3, và chuyển trừ 1 sang phải thì ở đây chúng ta có được là M khác 4. Đây là điều kiện sau nha. Đó. Rồi bây giờ chúng ta phải tìm cái giao điểm của hai đường thẳng này. Thì chúng ta sẽ đi sát phương trình hoành độ giao điểm của D1 và D2. Phương trình hoành độ giao điểm của D1 và D2 thì y bằng, đây cũng y bằng, thì y giống nhau chưa, thì hoành độ là mình cho m trừ 1 nhân x cộng 2 bằng 3x trừ 2 thôi, là m trừ 1 đem nhân cho x nè cộng cho 2 cho nó bằng là 3x trừ 2 tương đương. Chúng ta chuyển trừ 3x sang bên trái. Đây nè, mình có là m trừ 1 nhân x trừ cho 3x, đồng ý chưa?
Sẽ làm chậm nha. Tương đương với m trừ 1 nhân x trừ 3x. Rồi mình chuyển cộng 2 sang bên phải thì được là trừ 2 trừ cho 2. Tới đây chúng ta đặt nhân tử chung. Chung đây là x nè. Vậy là mình có được là x ở ra ngoài này. Ở trong là m trừ 1 trừ cho 3 thành m trừ 4. Thì bạn thiếu 2, thiếu 2 là thiếu 4, là trừ 4. Tới đây thì chúng ta tìm được x rồi. X sẽ bằng trừ 4 chia cho m trừ 4. Được chưa? Vậy thì mình sẽ tìm được y. Có x thì tìm được y. X mình thế vào đâu cũng được. Vào đường D1 hay đường D2 đều được. Thì nếu mình thế vào D1 thì nó phức tạp hơn. Mình thế vào D2 dễ hơn. D2 do nó không có m. Vậy thì chúng ta có được là x bằng trừ 4 chia cho m trừ 4. Thì suy ra là y sẽ bằng 3 này thay vào đường D2. Chỗ nào có x thay bằng trừ 4 chia m trừ 4. Chúng ta nhân cho trừ 4 này. Chia cho m trừ 4. Rồi trừ cho 2. Vậy là y sẽ bằng trừ 4 nhân trừ 3 nhân trừ 4 là trừ 12. Mẫu là m trừ 4, quy đồng luôn nha. Quy đồng luôn là cái này trừ cho 2 nhân cho m trừ 4. Vậy thì y nó bằng chỗ này trừ 2 nhân m là trừ 2m. Trừ 2 nhân trừ 4 là cộng cộng 8. Cộng 8 mà trừ cho 12 là còn cộng còn trừ 4. Chia cho m trừ 4. Đúng không? Rồi, được chưa? Vậy là chỗ này mình không rút gọn được. Vậy là a sẽ bằng là trừ 2m trừ 4 đem chia cho m trừ 4. Ok chưa? Được không? Kiểm tra đúng không? Rồi, ok. Rồi từ đây mình suy được điểm A. À, cái điểm giao điểm của nó. Có giao điểm chưa? Tới đây mình suy được điểm A đi. Đó, giả sử giao điểm của hai đường thẳng này là A. Thì điểm A sẽ là trừ 4 chia cho m trừ 4. Và tung là trừ 2m trừ 4 chia cho m trừ 4. Chỗ này chúng ta có thể gõ đi. Gõ A là giao điểm của D1 và D2 nha. Rồi, điểm A tạo độ như này. Vậy thì họ nói là tại một điểm thuộc đường phân giác của góc phần tư thứ nhất và thứ ba. Bây giờ chúng ta phải viết đường phân giác, phương trình đường phân giác của góc phần tư thứ nhất và thứ ba. Phương trình đường phân giác, phương trình đường phân giác của góc phần tư thứ nhất và thứ ba là gì đây? Là y bằng x. Thầy vừa hướng dẫn xong đây. Đường phân giác của góc phần tư thứ nhất và thứ ba là đường y bằng x. Vậy điểm A này phải thuộc đường này. Vì A thuộc đường y bằng x. Vậy chỗ nào có x thì thay bằng là trừ 4 phần m trừ 4. Chỗ nào có y thay bằng trừ 2m trừ 4 chia m trừ 4. Vậy thay vào là xong thôi. Y thay bằng là trừ 2m trừ 4 chia cho m trừ 4 bằng x là bằng trừ 4 chia cho m trừ 4. Điều kiện là m khác 4 rồi, chúng ta sẽ bỏ mẫu. Thì tử đây là còn lại là trừ 2m trừ 4. Tử này là còn là trừ 4 nè. Trừ 4 chuyển qua là cộng 4 bằng 0 rồi, mất rồi.
Và chúng ta còn lại là trừ 2m bằng 0. Thì m bằng 0 chia trừ 2 là m bằng 0. M bằng 0 mà điều kiện m khắc bóng thỏa mãn. Thỏa mãn rồi. Thỏa mãn sao? Kết luận vậy. Vậy với m bằng 0 thì thỏa yêu cầu bài toán. Video bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.